Xin chào tất cả các bạn, mình là Rita từ Du học Inspired Education. Với kênh chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về một quốc gia luôn nổi tiếng với những bộ phim gắn liền với tuổi thơ như là Tây Du Ký, Hoàng Châu Công Chúa hoặc là Võ Tắc Thiên. Thì đó chính là quốc gia láng giềng của Việt Nam, Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không phải là quốc gia có nhiều học sinh Việt Nam học nhất, nhưng mà hiện nay các bạn tìm hiểu đến du học Trung Quốc khá là nhiều. Thì thứ nhất là nó gần Việt Nam, thứ hai là vì chi phí hợp lý, thứ ba là các trường luôn có những cái suất học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên. Đặc biệt là học bổng chính phủ là học bổng được nhiều các bạn săn đón nhất khi du học Trung Quốc. Các bạn học không tốn học phí, được lo về chỗ ở mà các bạn còn được trợ cấp hàng tháng. Vì vậy video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn rõ hơn về học bổng chính phủ, để từ đó các bạn có sự lựa chọn cũng như có sự chuẩn bị cho hành trình du học của mình. Chúng ta hãy tìm hiểu về những cái ưu điểm của học bổng chính phủ Trung Quốc nhé. Thứ nhất, đây là học bổng xịn nhất khi du học Trung Quốc. Trung Quốc có nhiều suất học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên như là học bổng của trường, học bổng tỉnh, học bổng Khổng Tử, học bổng chính phủ. Trong cái số đó thì học bổng chính phủ là học bổng có giá trị nhất. Các bạn sẽ được cái học bổng nó sẽ theo các bạn xuyên suốt trong quá trình học đại học, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Và với cái học bổng này thì các bạn sẽ được miễn tiền học phí, tiền chỗ ở và được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ 2.500 cho đến là 3.500 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương với khoảng hơn 8 triệu cho đến là 12 triệu đồng mỗi tháng. Để đạt được cái học bổng này thì các bạn sẽ có tiếng bằng tiếng Trung HSK4 trở lên, và nếu như mà bạn nào chưa có tiếng Trung thì các bạn sẽ được cấp 1 năm học tiếng. Sau đó nếu cái điểm HSK của các bạn từ 5 trở lên thì các bạn sẽ được cấp học bổng chính phủ. Thứ hai, đây là học bổng ổn định nhất. Vì các học bổng này sẽ được cấp xuyên suốt các bạn trong suốt quá trình học, và nếu như mà chẳng may các bạn vi phạm một số nội quy của nhà trường hoặc là kết quả học của các bạn không quá xuất sắc thì các bạn vẫn không bị cắt học bổng. Tuy nhiên là các bạn vẫn phải tôn trọng luật pháp Trung Quốc, các bạn không có được có những hành vi như là đánh nhau rồi hút chích các kiểu, hoặc là các điểm học tập của trường các bạn không quá tệ, nợ quá nhiều môn. Nếu không thì bạn không chỉ bị cắt học bổng mà các bạn còn sẽ bị yêu cầu về nước ngay lập tức. Thứ ba, đó là học bổng ở những trường tốt nhất của Trung Quốc. Thì chính phủ Trung Quốc họ sẽ cấp học bổng cho các trường, và các trường họ sẽ tuyển sinh theo yêu cầu của chính phủ. Vì vậy những trường được cấp học bổng chính phủ là những trường tốt nhất trong các khu vực tỉnh hoặc là thành phố. Bạn sẽ được học trong môi trường hiện đại, cơ sở vật chất tân tiến. Vì vậy cơ hội làm việc sau khi ra trường của bạn sẽ rất là cao, vì bằng cấp của các bạn không chỉ được công nhận ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Thứ tư mình muốn chia sẻ với các bạn đó là học bổng có quy trình xét duyệt tốt nhất. Thì khi các bạn nộp hồ sơ và đăng ký tại du học Inspiral thì bên mình sẽ gửi hồ sơ sang các trường, và các trường họ sẽ xét duyệt theo yêu cầu của chính phủ đưa ra. Sau đó thì các hồ sơ sẽ được đưa lên cơ quan ở Bắc Kinh để xét duyệt một lần nữa, và kết quả sẽ được thông báo sớm cho các bạn, và các bạn có thể tiến hành xin visa ngay sau đó. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là đây là học bổng có độ uy tín nhất Trung Quốc. Chỉ cần là các bạn có kết quả học tập tương đối ổn và các bạn làm theo những cái quy định khi học tập tại trường thì các hồ sơ xin việc của bạn sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên rất nhiều. Vì vậy mà nhiều cơ hội rộng mở hơn cho tương lai của các bạn khi các bạn du học Trung Quốc với học bổng chính phủ. Trên đây là những ưu điểm về học bổng chính phủ Trung Quốc mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về du học Trung Quốc. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về du học Trung Quốc thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với du học Inspiral Education với thông tin ở bên dưới, hoặc là các bạn để lại comment thì bên mình sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này và đừng quên ấn vào nút đăng ký để xem nhiều video hữu ích hơn từ du học Inspiral Education. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.